Mi 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 mi. Gia đình những chú mèo. Bắt đầu nào. La 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 la. Mẹ ơi con yêu mẹ la 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 la. Mẹ của các bạn như thế nào? Như thế nào nhỉ? Mẹ tốt bụng như cô y tá. Mẹ hài hước như chú hề. Và mẹ tức giận như khủng long. Vậy các bạn thích mẹ như thế nào nhất? Hãy nhớ nói với mẹ bạn điều này nhé. Cháu con yêu mẹ. Đây, chúc cháu một ngày vui vẻ. Cháu là cô bé ngoan. Cháu tự đi mua sắm đồ cho mẹ đấy. Tạm biệt. Tạm biệt. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Mình chạy chạy thật xa, hắn hắn ta vẫn cứ tiến gần. Này người lạ đừng lại gần nhé. Có người lạ đang theo dõi mình, phải làm sao đây? Bước nhẹ, nhẹ nhàng chạy thật nhanh. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Chạy nào chạy thật nhanh. Chạy vào một cửa hàng mình trốn rồi nhờ người giúp. Chắc là an toàn rồi, mình đi tiếp thôi. Bước nhẹ lại lao hẳn. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Mình phải thật bình tĩnh, thật nhiều người mình phải nhanh chân, làm người lạ mất dấu. Mình đi nhà được rồi. Hãy bước thật nhẹ, hãy bước thật nhẹ, về nhà mau đi thôi. Hả?
ba đây rồi. Mimi, Mimi, con thật dũng cảm. Chúng ta cùng về nhà nhé. Khi bạn ở trên đường, hãy nhớ luôn tập trung vào đường mình đi. Hãy chú ý cẩn thận những âm thanh xung quanh mình. Và nếu bạn cảm thấy có điều gì đó lạ, đầu tiên hãy cố giữ bình tĩnh. Sau đó, hãy nhanh chóng đi đến nơi đông người. Ví dụ như các cửa hàng gần đấy. Cuối cùng, hãy nhờ các bác cảnh sát hoặc nhân viên cửa hàng gọi điện cho ba mẹ mình. Mẹ ơi! Ba đến đón con đây. Hãy thảo luận với ba mẹ mình để biết được chúng ta cần phải hỏi sự giúp đỡ của ai khi mình gặp rắc rối nhé, các bạn nhỏ. Chúng đi. La 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 la, đồ hàng rất nhiều. La 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 la, mình chọn chi đây? La 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 la, chỉ nhường em chọn. La 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 la, mình cùng chơi vui. Em thích cái này. Ta là anh hùng cùng nhau bay đi khắp nơi, mang lại cho đời bình yên, không quái vật và yêu quái. Chúng mình không sợ. Ra tên yêu quái, ôi đau cái chân, ao 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 ao, ô thế là cái này không phải là đồ chơi. Đây là dụng cụ, chúng rất nguy hiểm, các con không được lấy chúng ra chơi đùa, để bố cất đi nhá. La 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 la, đồ hàng rất nhiều, lại nhìn mà xem. La 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 la, mình cùng nhau chọn chọn được rồi đây. Nó không nhỏ chút nào. Xem kìa to gì đằng kia, ôi ôi cháy nhà. Mau chạy lại thật là nhanh, cụ phương mơ cứu người. Lửa đang cháy lớn, phun nước thật nhiều nhanh nào. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, phun nước thật nhiều nhanh nào. Yeah, 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 yeah. Ôi sao thế kia, có mùi gì rất khó chịu. Mùi này thật ghê quá đi, không phải là đồ chơi. Bình xịt diệt côn trùng, nó rất nguy hiểm. Các con không được lấy nó ra chơi. Chúng ta chỉ dùng nó để diệt côn trùng. La 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 la, đồ hàng rất nhiều, lại nhìn mà xem. La 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 la, mình cùng nhau chọn, chọn được rồi đây. Không thấy mùi khó chịu nữa. Bây giờ mình cùng lại chơi, công an bắt trộm, mang lại cho đời bình yên. Nay có chúng tôi, mình đi bắt cướp. Chưa có chạy, hay ho hay ho hay ho, đố chỉ bắt được, hay ho hay ho hay hay. À ôi, vấp cái chân, ao ao ao, ao ao ao, thật là đau đau quá, không phải là đồ chơi. Các con đừng đội túi ni lông lên đầu, nguy hiểm lắm. Đây không phải là đồ chơi. Các con đừng lấy chúng ra chơi. Đồ chơi của các con đây này. Bộ dụng cụ cơ khí rất nguy hiểm để chơi cùng. Đừng động vào chúng. Vâng ạ. Hãy phân biệt đồ chơi của các em với những vật dụng nguy hiểm nhé. Tua vít, ổ cắm điện, ốc vít đều là dụng cụ cơ khí, chúng ta không được chơi với chúng. Bút sáp màu, tai nghe đồ chơi và các khối xếp hình đều là đồ chơi, chúng ta có thể chơi với chúng được. Các em đã hiểu chưa nào? Nhìn này. Các con. Nhìn này. Nào ta hãy tô màu vào xe chữa cháy này. Màu, màu, hãy chọn màu. Màu đỏ ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào.
Nào ta hãy tô màu vào xe cảnh sát này. Mau mau hãy chọn màu, màu xanh dương đây rồi mình tô ngay thôi nào. La 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 la, xanh dương nhé, xanh dương nhé, màu xanh dương ta hãy tô nào. La 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 la, xe cảnh sát xanh dương này. Đi đi nhanh thôi, xe cảnh sát đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cảnh sát đây rồi. Bạn vượt đèn đỏ, xin hãy mau dừng. Hooray, xe cảnh sát xanh dương. Yeah. Nào ta hãy tô màu vào xe cứu thương này. Mau mau hãy chọn màu, màu trắng ngay đây rồi mình tô ngay thôi nào. La 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 la, màu trắng, màu trắng, mình cùng tô xe cứu thương nào. La 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 la, xe cứu thương đến giúp bạn. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Hooray, xe cứu thương màu trắng. Oh, yeah. Meow. Đây là màu gì? Màu đỏ. Xe cứu hỏa màu đỏ. Ui à, ui à. Đây là màu gì? Màu xanh dương. Xe cảnh sát màu xanh dương. Đây là màu gì? Màu vàng. Xe buýt màu vàng. Yay. Chúng ta đã được học về màu sắc của các loại xe. Đừng khóc, ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Nhìn kìa, một chiếc máy bán game tự động. Kem kìa mẹ ơi, con muốn ăn kem. Được rồi, cho đồng xu vào và con sẽ có kem. Bíp bíp bóp bóp, robot bán kem. Bíp bíp. Xin chào, bạn muốn ăn vị kem gì? Chọn đồ ăn kèm mà bạn thích. Bíp bíp. Tớ thích kẹo cao vong. Thật ngon, kem mát lạnh. Bíp bíp bóp bóp, robot bán kem. Bíp bíp bóp bóp bíp, mình cũng thích ăn kem. Thật ngon, kem mát lạnh. Bạn thích vị kem nào? Vị vani sô cô la và sâu tay. Tớ sẽ chọn tất cả các vị. Bíp bíp bóp. Xin hãy chọn đồ ăn kèm mà bạn thích. Bíp bíp bóp, tớ thích tất cả chúng. Thật ngon, kem mát lạnh. Bíp bíp bóp bóp, robot bán kem. Wow, kem của con thật là to. Mẹ ơi, con rất thích chiếc máy bán kem tự động. Mẹ cũng vậy, nó thật là thú vị. Hả? Hả? Nhìn mặt của con kìa, thật nhiều màu sắc. Ha 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 ha
bạn thích hương vị nào? Mèo. Kem rất là ngon, nhưng đừng nên ăn quá nhiều nhé. À ha, chỉ ăn một que thôi. Và hãy súc miệng hoặc đánh răng sau khi ăn nhé. Yay. Ta bắt được rồi, hai bé mèo con. Được rồi các con, đã hết giờ chơi rồi. Ba phải đi làm bây giờ đây. Ba ơi, ba ở nhà với bọn con được không? Bọn con còn chưa xây xong lâu đài mà. Xây lâu đài ạ. Nhưng mà ba phải đi làm bây giờ. Ba phải giúp đỡ mọi người nữa. Khi chiếc kim ngắn đồng hồ chỉ vào số này, ba sẽ về ngay mà. Được chứ? Con chào ba. Này bạn bướm ơi, tại sao tất cả người lớn đều phải đi làm vậy? Xe mình bị hỏng rồi. Ôi, mặt của ba bị bẩn rồi kìa. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Ước gì xe của mình cũng có thể bay được như vậy. Từ từ thôi. Được rồi, mọi người đi nào. Wow, mọi chuyện đã ổn rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé, anh cảnh sát giao thông. Không có gì, đây là việc của tôi mà. Mình phải nhanh lên mới được. Mẹ ơi, đợi đã. Cố lên nào, ta làm được mà. Mẹ ơi.
chào bác sĩ Thỏ. Tôi bị ngã và bị đau cái chân này. Ô, đừng lo, để tôi khám thử nào. Được rồi. Ồ, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Ôi, cảm ơn bác sĩ Thỏ nhiều nhá. Không có gì, đây là việc tôi phải làm mà. Bảo trọng nhá. Chào cô. Wow, bác sĩ cũng là một nghề nghiệp hết sức quan trọng. Ô, mẹ ơi, đợi đã. Ba mèo, tôi đang đợi anh đây. Vòng quay của tôi bị hỏng mất rồi. Ba ơi, con muốn chơi vòng đu quay cơ. Đừng lo. Cứ để tôi xem cho. Tôi biết nó bị sao rồi. Xong rồi. Ba mèo, anh là thợ cơ khí giỏi nhất mà tôi từng biết đấy. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Đấy là việc của tôi mà. Việc ba làm có thể làm cho rất nhiều người vui vẻ. Wow, mình thật tự hào về ba. Là ba phải không? Quái vật to lớn về rồi đây. Ba về. Ba ơi, có phải ba đã giúp đỡ rất nhiều người hôm nay rồi phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ ba sẽ giúp các con. Chúng ta xin lâu đài nhá. Đi thôi nào. Tại sao ba mẹ chúng ta lại phải đi làm? Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Ví dụ như làm những chiếc bánh ngon, bật tắt đèn đường, hoặc là giúp đỡ những người khác khi cần thiết. Và việc của các bạn nhỏ là tới trường để học tập. Mọi người trên khắp thế giới này đều có công việc của riêng mình. Mọi thứ đã xong rồi. Bánh cá đã xong rồi. Nào, ai muốn ăn trước đây? Anh con, bánh con, cá. Con thích bánh cá nhé. Trông ngon tuyệt. Hình như con đã quên việc gì rất quan trọng thì phải. Việc gì ạ? Việc gì ạ? Trước khi ăn, con phải rửa tay đã. Rửa tay ạ? Chị đói lắm rồi.
chúng ta cứ ăn đi. Ba không có ở đây. Đi nào. Con làm sao thế? Ba ơi, bụng con đau quá. Bụng đau lắm. Đau nữa. Đừng lo, ba sẽ đưa các con đi bệnh viện ngay. Các cháu, hãy để chú khám cho xem nào. Nhìn tay các cháu này, các cháu đã không rửa tay có đúng không? Không rửa tay sao? Chúng con. Nếu các cháu không rửa tay trước khi ăn, vi khuẩn ở trên tay sẽ chui vào bụng của các cháu. Bọn chúng sẽ phá rối trong bụng của các cháu. Vì vậy các cháu mới bị đau bụng. Lo, chú sẽ chữa khỏi nhanh thôi. Ba ơi, chúng con cảm thấy ổn hơn rồi. Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Giờ chú sẽ chỉ cho các cháu cách rửa tay cho đúng nhé. Rửa tay, hãy rửa tay, nhớ xoa đôi tay thật kỹ nhé, với xà phòng thơm. Đôi tay bé xinh ta xoa xoa đều, chúng ta mau rửa sạch nhé, thế là xong. Ba ơi, ba xem tay con này, giờ đã sạch quả rồi. Quả tốt sạch nữa. Wow, đúng là rất sạch. Mimi, Timmy. Mẹ về rồi. Hãy xem mẹ mang gì về cho các con này. Wow, bánh hớn. Mèo. Ngoại trừ trước khi ăn, bạn có biết chúng ta còn phải rửa tay vào những lúc nào nữa không? Sau khi đi ra ngoài về, sau khi hát xì hơi, và sau khi đi vệ sinh nữa. Các bạn đừng quên rửa tay nhé.
Hôm nay các bạn đã rửa tay chưa? Dạ rồi ạ.